Yeah! Everybody, nhấn xin một cái vỗ tay được không ạ? Trên đây anh đang mang cái mic và nhạc trong lòng luôn mà. Anh được cái gốc là tung cái lưỡi đèn luôn rồi. Cho mọi người cái đắng mà anh chỉ là dường như là xuống rồi. You should only need one time, the better who got. Say anh mang cái mic để cho mọi người này trong lực luôn mà. Phải những cái đuốc đập tung cái lưỡi đèn luôn rồi. Cho mọi người cái đắng mà anh chỉ là dường như là xuống rồi. You should only need one time, the better who. Trên sân khấu, kia là trái, lại qua bàn cỏ. Mày có như ai đấy, tự tin chết. Anh tự tin thế vì anh biết rằng bản thân sinh ra là kiệt tác. Anh biết ý tình những bản thơ và viết nó lên một khuôn nhạc. Trước khi đến gần chạm trên tim và kim tên mình với người khác, anh cũng đã từng chỉ biết ngồi im để cho tâm tư mình đi lạc. Anh chẳng thích học bằng việc cầm bút chăm chú ngồi học, định nghĩa từng chút ghi vào sách vở là từng lời hát để mà ta theo. Chân thật tới gần anh hơn từng chút là người trọn vẹn đi trên từng bước. Có lẽ anh thích cắt tên của mình được họ lan gieo. Yeah. Và từ một cậu bé nhút nhát, thiếu tự tin và mang đầy tâm sự, anh đã dần trở nên can đảm, mạnh mẽ hơn khi mà âm nhạc tìm đến. Và rồi một ngày khi mà Đức bước lên sân khấu và hòa mình với đám đông phía dưới, anh đã chợt nhận ra rằng mình đã yêu cái cảm giác thì từ bao giờ không hay. Và thì có lẽ khi mà đứng trên sân khấu thì đây mới chính là phiên bản tự do nhất mà anh luôn hướng tới. Đó là big deal của ngày hôm nay. Cây đuốc đập tung bàn kem anh nghe rồi đúng rồi. Cho bao nhiêu cây đắng mà anh từng mãi dường như là xuống rồi. But you should only need one time, the better who. Anh mang cái mic cho cho mà lần này không đừng luôn mà. Và phải như cây đuốc đập tung bàn kem anh nghe rồi đúng rồi. Cho bao nhiêu cây đắng mà anh từng mãi dường như là xuống rồi. But you should only need one time, the better who. Ok. Yeah. Vậy em đã từng bảo với anh rằng khi đứng trên sân khấu thì trông anh thật là mạnh mẽ và kiên cường. Chẳng bao giờ anh cho người ta thấy được anh cảm thấy thực sự như thế nào trong đầu mình cả. Vậy thì em tự hỏi rằng liệu anh có cảm thấy đau đớn hay day dứt gì khi mất đi em không? Có chứ, đó chỉ là khi mà anh đứng trên sân khấu thôi. Em sẽ chẳng thể nào biết được anh ở phía sau cánh gà như thế nào. Vậy thì bài nhạc này sẽ cho em hiểu điều đó. Ok. Anh mơ đi nào, mỗi đêm về như sao vẫn nhìn trong đường trăng đeo mà sâu đắng ngay sừng ở trên vai của em. Bao nên mọi chuyện khác thì anh chẳng cần. Em có tình yêu như cờ, có lẽ anh tốt nên em thả quân. Anh như gà thầu hoa gì trẻ, sáng ngày đêm chỉ đang tả dần. Có đó chính bằng thân mình vô vòng trong hộp nhạc nhỏ. Em như cánh đồng xa xanh kia, anh như bò non lạc cỏ. Tâm sự như khói thuốc mình nói đang kết thành từng đám mây. Sáng đến cả khung trời, mưa đang rơi xin đừng bắt lấy. Có bao giờ em thấy một người khóc từ sáng tới đêm mất đậm gối em chỉ vì thấy nhớ một người. Tại tất cả anh chung lên Google Drive chỉ vì thấy nhớ một người. Sợ thời gian sẽ quên đi mất giống như là em đã thôi đây nhớ. Ôi đen thật không lắc đi thôi, đau như đủ lần sắp sắp. Tình khép chuyện đôi, tình gây, bì bì. Anh mua đi nào, mỗi đêm về. Nhưng sao không tin trong đường trăng leo. Mà hào sâu đang gai, sớm mưa trên vai của em. Trong vai ngà, nằm như hôm nay. Một lần lăng đánh đau để anh đang đầy. Kỳ mỗi câu một người vô tình qua tay chung chiếc bình người còn lại loay hoay tìm chỗ lâu để quét dần nó để mong có thể vượt quay trở lại từ đầu. Chẳng ai đi chọn cách khó như leo cây chuối mà bôi trên mỗi từ dầu. Anh sẽ mong được yên bình chứ ai dại lại muốn đến tình. Anh có tim đập nhộn nhịp khi yêu một người chứ có phải khóc nấc như chạy đường kinh rồi baby. Anh đã dần trở nên im lặng không phải là chấp nhận mình sai và tại vì đôi vai ghìm nặng không phải là muốn để em đi. Bản thân anh mang nhiều tiếc nuối nhưng nếu cơn đau như lã thu rụng anh mang chính mình là chiếc cuối. Anh muốn thấy em cười như cánh hoa nở vào khi ba mai rực sáng. Anh mong chính mình không còn buồn bã si kỳ vật vã từng đêm trôi. Anh muốn thấy em nô đồ vui tươi bên cạnh một ai kêu thực đáng gì đến trong phòng chẳng ai chịu nổi nhưng mà vẫn phải được quên thôi. Em một lần làm canh nào để anh thang đầy.
chân đi qua trong mang đời. Từng thấy nhau mở miệng ra để mình những tâm sự không còn kiểm soát giam cầm say sâu. Bỏ qua những câu chuyện vốn nhỏ để có chuột bỏ đừng tình với lâu. Thì thánh phun nào có thể cần tình ngọn lửa trong mình sẽ ngừng cháy lâu. Đâu đâu vì thì do đâu mà chuyện nhân dở vẽ ra câu kết. Trái tim anh đâu phải bánh mì để ăn bữa sáng mà dùng đâu phép. Có lẽ em đã chết một lần bởi cuộc tình say đắm 100%. Nên đến sau anh cũng chẳng là người cuối cùng em đưa đôi tay ra nắm. Mình biết có những nỗi thật trong cuộc đời, quan trọng là cánh và đôi nói là ngồi ngó cuộc gọi mời. Anh biết có những cái giá không được hời, như là lời hứa đến trong đánh và bài bài hát không được lời. Một vài lần yêu nó có khiến cho tim em đêm lành như băng khi ôm lấy anh. Vậy tại vì sao em chẳng thể yêu anh được một phần như anh đang trao đến em. Dạ anh cảm ơn. Vâng, và đó chính là Đức Đạt với rap name Big D. Quý khách sau đây xin được mời nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Xin chào bạn. Dạ, chào chị ạ. Chúc mừng bạn vì tiết mục vừa rồi. Mình nghĩ là bạn đã có một tiết mục khá là thành công đấy. Đầu tiên là phải khen bạn bởi vì là bạn rất là tự tin luôn. Thật sự, bạn rất là tự tin. Và bước ra sân khấu này và từ những giây phút gần như là đầu tiên á, là bạn làm chủ sân khấu khá là tốt. Cái kỹ năng trình diễn của bạn rất tốt bởi vì bạn biết, bạn hiểu bạn đang hát về cái gì và nó đến từ bên trong. Cái đấy mình không cảm nhận được. Bài này là mình viết mà đúng không? Dạ vâng ạ. Cả phần sau. Dạ, cho em chia sẻ một chút là nguyên cả hai phần hát này đều là do một mình em viết, nhưng mà cái hook của bài sau á em đã viết, nhưng mà đáng ra là em sẽ có một bạn trợ diện ở đây để bạn hát thay cái hook, chứ không phải là một mình em cân hết như thế. Nhưng mà tiếc là cái bạn hát đó không học ở trong FPT á, nên là không được đi cùng em. Thế nên là em phải thu âm cái giọng của mình để làm cái hook ở đây để em diễn luôn á, chứ không phải. Rất là tuyệt vời đấy. Có nghĩa là cái beat này, cái mà bạn hát á, vẫn là giọng của bạn đúng không? Dạ đúng rồi, hoàn toàn luôn ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Hát được, rap được, viết được. Thật sự là mấy anh ngồi, mấy anh cảm thấy như là đây là một tiết mục mà có thể mình sẽ xem ở vòng audition cho rap Việt. Thật sự là cảm thấy là như vậy. Đúng rồi. Đến khúc sau nó có hơi tụt một chút. Có lẽ là bởi vì mình cũng hơi mệt rồi. Dạ. Vì mình hơi sung. Nhưng mà về tổng thể thì mấy anh nghĩ đây là một tiết mục khá là thành công. Anh cảm ơn chị ạ. Chúc mừng bạn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn những nhận xét đến từ giám khảo Minh Anh. Và ngay sau đây xin được mời chị Hạnh Hà sẽ tiến đến sân khấu và trao cho Big D chứng nhận cho một phần rap quá tuyệt vời của bạn ngày hôm nay. Vâng, và đó chính là Đức Đạt với rap name Big D. Xin được chúc mừng bạn.